Xin chào các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong phần 2, cách tiến hành của bài số 23, thực hành xây dựng khóa lưỡng phân trong sách khoa học tự nhiên 6, chân trời sáng tạo. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thảo luận 1 trang 107. Quan sát hình 23.1, em hãy nêu các đặc điểm dùng để phân loại 7 bộ côn trùng. Thì chúng ta cùng quan sát hình 23.1, sơ đồ khóa lưỡng phân định loại 7 bộ côn trùng. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy 6 đặc điểm dùng để phân loại 7 bộ côn trùng này. Đặc điểm thứ nhất đó là có cánh hay không có cánh. Đặc điểm thứ hai là miệng kiểu nhai nghiền hay không phải không có miệng kiểu nhai nghiền. Đặc điểm thứ ba là có hai đôi cánh hay là không có hai đôi cánh. Đặc điểm thứ tư là có cánh trước dạng màn hay không có cánh trước dạng màn. Đặc điểm thứ 5 là có mặt cánh trước không có vảy hay là không có mặt cánh trước không có vảy. Đặc điểm thứ 6 là có kim chích ở cuối bụng con cái hay là không có kim chích ở cuối bụng con cái. Đó là 6 đặc điểm dùng để phân loại 7 bộ côn trùng. Thầy xin nhắc lại, 6 đặc điểm dùng để phân loại 7 bộ côn trùng là cánh, kiểu miệng nhai, số lượng cánh, cánh trước có dạng màn, mặt trước cánh không có vảy, kim chích ở bụng cuối của con cái. Tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi luyện tập trang 107. Dựa vào hình 23.1, 23.2 và bảng đặc điểm, em hãy gọi tên các bộ côn trùng từ A đến H. Ở hình 23.1, sơ đồ khóa lưỡng phân định loại 7 bộ côn trùng cho chúng ta biết về các đặc điểm dùng để phân loại 7 bộ côn trùng trên, đó là cánh, miệng kiểu nhai nghiền, có hai đôi cánh, cánh trước dạng màng, mặt cánh trước không có vảy, kim chích ở cuối bụng con cái. Và hình 23.2 thì cung cấp cho chúng ta tên của 7 bộ côn trùng, đó là bộ không cành, bộ cánh nửa, bộ hai cánh, bộ cánh cứng, bộ cánh vảy, bộ cánh mạng và bộ cánh màng. Thì dựa vào hình 23.1, 23.2 đã phân loại được 7 bộ côn trùng như sau. Bộ A là bộ không cánh, bộ B là bộ cánh nửa, bộ C là bộ hai cánh, bộ D là bộ cánh cứng, bộ E là bộ cánh vảy, bộ G là bộ cánh màng và bộ H là bộ cánh màng. Thầy và các em vừa trả lời xong các câu hỏi trên. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp các em ở những câu hỏi tiếp theo.